Em xin trân trọng kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay em lên sóng để cập nhật cho anh chị em một cái mẫu xe mới nhập về cửa hàng đấy ạ. Một chiếc xe với form dáng thiết kế khỏe khoắn, đã được bác chủ cũ độ rất nhiều đồ chơi rồi. Và là một chiếc xe thân vỏ dày, chạy rất là đầm chắc luôn ạ. Chiếc xe được mang tên Kia Forte, sản xuất vào năm 2012. Số tự động động cơ của xe là 1.6. Xe thì được trang bị lớp sơn màu đen, màu đen huyền bí, màu đen huyền thoại đấy ạ. Và cái bộ la răng của xe thì cũng đã được bác chủ cũ sơn cho màu sơn đen rồi. Nhìn chiếc xe cực kỳ là thể thao này. Chúng ta có thể gọi là một chiếc xe hắc công tử đang chạy ngoài đường chẳng nhá. Đó, một chiếc xe hắc công tử ạ. Và bên em đang chào bán cho mẫu xe này với giá là 335 triệu đồng. Vâng, 335 triệu cho một chiếc Kia Forte đời 2012. Số tự động, động cơ 1.6, màu đen huyền bí, màu đen hắc công tử đấy ạ. Một chiếc xe được bác chủ cũ độ rất nhiều đồ chơi rồi, như là màn hình giải trí cam lùi, rồi là cam 360 anh chị em nhé. Đó. Anh chị em mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em ạ. Hoặc là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Vita Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe này, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chiếc Kia Forte mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, tất cả những đầu xe mà cửa hàng bên em nhập về thì đều cam kết đảm bảo với anh chị em về mặt chất lượng và về mặt an ninh, pháp lý an toàn, cho nên anh chị em yên tâm khi mà mua xe tại cửa hàng bên em. Bên em cũng hỗ trợ anh chị em mua xe trả góp từ 50% đến 70% giá trị của xe, hỗ trợ xe từ đời 2013 trở đi anh chị em nhé. Đó, cho nên anh chị em đang có nhu cầu mua xe trả góp, hãy nhanh tay nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục để cho anh chị em mua xe trả góp ạ. Và vừa rồi thì em cũng đã đi dạo qua một vòng để cho anh chị em có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe ạ. Và sơn si của chiếc xe thì còn cực kỳ là bóng bẩy này. Đó. Một chiếc xe với form dáng thiết kế khỏe khoắn, chạy đầm chắc, được độ rất nhiều đồ chơi rồi. Và nhìn chiếc xe nó cực kỳ là thể thao luôn. Đó, hắc công tử đấy ạ. Còn bây giờ em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần ngoại thất của chiếc xe. Đầu tiên là phần đầu xe đấy ạ. Logo và mặt ca lăng cũng được mã ốp chrome này. Lưới tản nhiệt thì vẫn theo thiết kế hình mũi hổ anh chăm nhá. Đèn của xe, vâng, đèn của xe thì vẫn là đèn halogen. Và viền đèn thì cũng được mã ốp chrome sáng bóng đây. Đó, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe này. Có trang bị đèn gầm anh chăm nhá. Có trang bị đèn gầm đấy ạ. Và anh chị em có thể nhìn thấy cặp đèn pha của xe. Vâng, cặp đèn pha của xe thì vẫn còn tương đối là trong sáng, không có hiện tượng mờ, vẩn đục hay là vàng ố nhiều anh chị em nhé. Những cái khớp lối đây thì vẫn còn khít này. Đó, cái khớp lối thì vẫn còn khít ạ. Sang cái cụm đèn pha bên này. Và cụm đèn pha bên này thì cũng vậy đấy ạ. Vẫn còn tương đối là trong sáng, không có hiện tượng mờ, vẩn đục anh chị em nhé. Vâng, một chiếc xe được 9 năm tuổi rồi. Vâng, cũng được 9 năm tuổi rồi nhưng mà xe còn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cái khớp lối đấy ạ. Khớp lối thì vẫn còn khít này, chứng tỏ là xe không có hiện tượng là va quẹt phần cản trước. La răng cổ xe thì đã được bác chủ cũ sơn đen rồi. Nhìn chiếc xe thể thao, nó khỏe khoắn. Cua lốp bên trong thì không có hiện tượng han gì hay là mục mọt này. Đó. Ok chưa ạ? Sang đến phần thân xe. Vâng, anh chị em có thể nhìn thấy cái lớp sơn của xe đây, còn cực kỳ là bóng bẩy luôn. Và sang đến phần thân xe. Sang phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc dạng đa chấu đã được sơn màu đen rồi. 4 phanh ABS, 4 bánh chống bó cứng an toàn này. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét ạ. Đó, xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét anh chị em nhé. Tay nắm cửa được mã ốp chrome và có tích hợp nút bấm chìa khóa thông minh. Viền kính cũng được mã ốp chrome chạy dọc từ đầu xe đến cuối xe, tăng thêm cái sự sang trọng cho chiếc xe này. Đó, đây ạ, la răng của xe đây. Vâng, la răng của xe là la răng đúc dạng đa chấu được sơn đen anh chị em nhé. Cua lốp bên trong thì không có hiện tượng han gì hay là mục mọt này. Được chưa ạ? La răng bánh đằng sau đây anh chị em nhé. Vâng, la răng bánh đằng sau đây ạ. Phanh đĩa 4 bánh rồi. Cua lốp bên trong đây. Đó. Còn tiến ra phần đuôi xe. Vâng, tiến ra phần đuôi xe thì xe đã được trang bị cam lùi.
và 4 mắt cảm biến lùi rồi. Cực kỳ là an toàn, tiện lợi cho anh chị em khi mà mình lùi xe. Và cái cặp đèn hậu của xe, và cặp đèn hậu của xe thì cũng được mã ốp chrome ở cái viền ngoài này. Cặp đèn hậu của xe thì cũng còn tương đối là trong sáng, không có hiện tượng mờ, vẫn đụng anh chăm nhé. Những cái khớp lối thì vẫn còn khít đây. Đó, những cái khớp lối thì vẫn còn khít này. La răng còn đẹp này. Cua lốp thì không có hiện tượng han rỉ mục mọt. Đó, anh chăm nhá. Sang cái cụm đèn hậu bên này. Vâng, đây, cụm đèn hậu bên này đây, anh chăm nhá. Đó, anh chị em cũng có thể vào xem tự cảm nhận được cái phần khớp lối đấy ạ. Vâng, đây cái phần khớp lối đây. Chứng tỏ là xe cũng không có hiện tượng là va quẹt phần cản sau anh chăm nhá. Tiện đây xem em vợ tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe này. Em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho anh chị em vào xem và tham khảo đấy ạ. Vâng, đây phần gầm bệ của xe đây. Đó, được chưa ạ? Phần gầm bệ của xe thì vẫn còn sáng này, không có hiện tượng han rỉ hay là mục mọt anh chăm nhá. Đó. Ok chưa ạ? Tiếp theo là vào trong phần nội thất. Vâng, vào trong phần nội thất thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện. Đó, gương kính chỉnh điện cụp điện này. Táp lô táp ly là một màu, là màu đen đấy ạ. Bàn phím tích hợp trên vô lăng, tăng giảm âm lượng, lách bài chuyển bài. Có gẩy số thể thao sau vô lăng đấy ạ. Vâng, có gẩy số thể thao sau vô lăng anh chấm nhá. Có chống trơn chống trượt điện tử. Đó. Tiến vào bên trong. Vâng, tiến vào bên trong thì xe được trang bị đề lỗ thông minh Startup. Màn hình giải trí cực kỳ là to luôn. Đó, màn hình giải trí Android cực kỳ là to anh chấm nhá. Điều hòa auto này. Có cổng sạc 12V, có cổng USB, có cổng AUX để cho anh chị em cắm USB vào nghe nhạc giải trí. Hộp số tự động động cơ 1.6 này. Đó, được chưa ạ? Ghế là ghế da màu đen. Vâng, nội thất ghế da màu đen thì vẫn còn đẹp này, căng bóng này. Ok chưa ạ? Trần lỉ nguyên bản theo xe có cửa sổ trời. Vâng, trần lỉ nguyên bản theo xe có cửa sổ trời. Và cái phần trần lỉ của xe thì vẫn còn sạch sẽ này, anh chị em nhá. Cái phần táp ly đây ạ. Vâng, phần táp ly, phần táp lô của xe đây. Vô lăng thì còn rất là đẹp luôn. Đó, một cái vô lăng còn rất là đẹp này. Phần củ số đây. Phần cần phanh tay và bệ tì tay đây ạ. Đó. Và bên em đang chào bán cho mẫu xe này với giá là 335 triệu anh chị em nhé. Và 335 triệu vẫn còn thương lượng cho một chiếc Kia Forte đời 2012, số tự động động cơ 1.6 màu đen hắc công tử đấy ạ. Đó, được chưa ạ? Đây cam 360 của xe đây. Và cam 360 của xe này, đó, được gắn dưới đít gương đấy ạ. Và phần đầu xe, phần đít xe đều có hết anh chị em nhé. Còn bây giờ em sẽ đi vào quay chi tiết cái phần kỹ thuật của xe, như là keo chỉ 4 cánh cửa, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lóc cabo, cũng như là khoang động cơ của chiếc xe. Đầu tiên là phần keo chỉ cánh cửa bên trên, phía bên lái anh chăm nhá. Đây, phần keo chỉ đã. Xe thì được trang bị lớp sơn màu đen, cho nên là hơi khó nhìn một chút, mong anh chăm thông cảm ạ. Vâng, đây, phần keo chỉ đây. Đó. Còn đây là phần ốc tai này. Phần bản lề trên, bản lề dưới anh chăm nhá. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây, phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây ạ. Trên dưới đây ạ, nguyên zin luôn. Cái ngoàm chốt cửa vẫn còn sáng bóng đây, anh chậm nhá. Tiến ra cánh cửa đằng sau. Vâng, keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ. Được chưa ạ? Đó. Còn đây là phần ốc tai này. Vâng, phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới anh chậm nhá. Những cái chi tiết phần ốc tai, ốc bắt bản lề thì không có hiện tượng là vặn mở ốc, cho nên là anh chị em yên tâm là xe không có hiện tượng là tai lạn phần sườn xe anh chị em nhá. Tiếp theo là ra phần cốt xe. Đó, lớp sơn sáng bóng luôn. Bóng loáng luôn anh chị em nhá. Ra phần cốt xe. Vâng, ra phần cốt xe thì cái phần ốc đai đã được bảo vệ bằng cái tấm lìa rồi, cho nên em không quay được. Còn đây là phần keo chỉ cốt xe đấy ạ. Đó, phần keo chỉ cốt xe anh chị em nhá. Đây. Ok chưa ạ? Khoang cốp xe. Vâng, khoang cốp xe tương đối là rộng rãi. Anh chị em cũng có thể để đồ thoải mái này. Đó, lỉ thì cũng còn sạch sẽ. Ở phía dưới đây. Vâng, ở phía dưới đây là lốp sô cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe đấy ạ. Đó, lốp sô cua và bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe.
tôn vỏ của cốp xe thì đã được dán một lớp cách âm cách nhiệt rồi anh chị em nhé. Một lớp cách âm cách nhiệt 3M, cực thì là xịn xò luôn. Đó, được chưa ạ? Và đằng sau xe thì đã được trang bị cam lùi rồi, 4 mắt cảm biến lùi rồi, cực kỳ là an toàn tiện lợi luôn. Còn đây là phần keo chỉ của hai cánh cửa bên phụ. Đầu tiên là keo chỉ cánh cửa bên trên. Đây anh chị em nhé. Đó. Được chưa ạ? Đây là phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây, không có hiện tượng là vặn mở ốc này trên dưới đấy ạ. Được chưa ạ? Cái ngoàm chốt cửa thì vẫn còn sáng bóng này. Ra cánh cửa đằng sau, vâng, keo chỉ cánh cửa đằng sau đây. Đó, được chưa ạ? Còn đây là phần ốc tai này, phần bản lề trên, bản lề dưới anh chị em nhé. Và cái phần cuối cùng, phần cuối cùng em sẽ đi vào quay cái khoang động cơ cũng như là phần keo chỉ của lắp capo để cho anh chị em có thể vào xem, tự cảm nhận, tự đánh giá về cái chiếc xe này anh chị em nhé. Đó, em sẽ quay những cái chi tiết cần thiết nhất, những cái mà phục vụ anh chị em khi mà anh chị em đi mua xe. Em sẽ quay trọng tâm vào những cái đấy thôi, em sẽ không quay lan man liên miên anh chị em nhé. Vâng, đây tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đây ạ. Đó, đầu tiên cũng là phần ốc đai anh chị em nhé. Phần ốc đai này hai bên đây ạ. Đó, phần keo chỉ của lắp capo. Vâng, phần keo chỉ của lắp capo đây. Còn đây là phần ụ giảm sóc này. Vâng, phần ụ giảm sóc, phần sắt răng đây anh chị em nhé. Phần sắt răng đây ạ. Còn khá là đẹp luôn. Đó, phần ụ giảm sóc bên này. Vâng, phần ụ giảm sóc bên này đây. Động cơ của chiếc xe. Vâng, động cơ của chiếc xe thì như anh chị em cũng có thể nhìn thấy đấy ạ. Khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu, chảy mỡ. Máy lổ êm, côn số mượt mà. Máy cực chất nha anh chị em nhé. Máy cực chất luôn. Đây ạ. Anh chị em cũng có thể về tại cửa hàng để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận, đánh giá về chất lượng của chiếc xe. Thoải mái luôn anh chị em nhé. Đây ạ, tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đây. Đó, một chiếc xe mà động cơ vẫn còn khô ráo này, không có hiện tượng chảy dầu chảy mỡ. Máy lổ êm, côn số mượt mà, đi vẫn còn cực kỳ là chất luôn. Còn đây là cái tấm lỉ chống ồn chống nóng đấy ạ. Vâng, cái tấm lỉ chống ồn chống nóng thì vẫn còn nguyên vẹn anh chị em nhé. Chỉ là hơi bụi bẩn một chút thôi. Đó, vẫn còn nguyên vẹn này. Chỉ là hơi bụi bẩn một chút thôi. Anh chị em có thể về rửa dọn đi anh chị em nhé. Đó, đây ạ. Tổng thể khoang động cơ đây ạ. Ok chưa ạ? Vâng, vừa rồi em đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng nội ngoại thất keo chỉ khoang động cơ gầm bệ của chiếc Kia Forte đời 2012, số tự động động cơ 1.6 màu đen hắc công tử cho anh chị em vào xem và tham khảo đấy ạ. Anh chị em mà đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966, em sẽ tư vấn cho tất cả anh chị em ạ. Hoặc là anh chị em có thể về tại cửa hàng có địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Việt Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận, đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, anh chị em đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho Masin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những cái video giới thiệu chi tiết những cái mẫu xe mới nhập về cửa hàng hoặc là những cái buổi live stream báo giá, trò chuyện tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ.